Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam giao nhiệm vụ cho đội tuyển quốc gia trước chiến dịch vòng loại cuối VFC 2022. Chiều nay ngày 7 tháng 8, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Quốc Tuấn và Tổng Thư ký Lê Hoài Anh đã đại diện lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam tới thăm, động viên và giao nhiệm vụ cho đội tuyển Việt Nam trước khi toàn đội bước vào buổi tập. Thay mặt lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn ghi nhận và biểu dương các thành viên ban huấn luyện cùng các cầu thủ đã thể hiện tinh thần tập trung và ý thức trách nhiệm trong công việc, trong công tác phòng chống dịch Covid-19 kể từ khi lên tập trung cùng đội tuyển để chuẩn bị cho vòng loại cuối FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á. Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, trong bối cảnh dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trong cả nước, việc đảm bảo đội tuyển được tập trung theo đúng kế hoạch là nỗ lực rất lớn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đặc biệt là sự quan tâm, tạo điều kiện của các cơ quan quản lý nhà nước. Do vậy, toàn đội phải tiếp tục tập trung tối đa, đồng tâm hiệp lực để có sự chuẩn bị thật tốt và phấn đấu bước vào vòng loại cuối FIFA World Cup 2022 với tâm thế và sự tự tin là một trong 12 đội tuyển xuất sắc của châu Lục. Trong đó trước mắt là trận đấu gặp đội tuyển Ả Rập Xê Út trên sân khách ngày mùng 2 tháng 9 và trận đấu gặp đội tuyển Australia trên sân nhà vào ngày mùng 7 tháng 9 tới. Sau 2 ngày chú trọng vào các nội dung củng cố nền thể lực, tại buổi tập chiều nay, ban huấn luyện đã bắt đầu áp dụng giáo án rèn về kỹ chiến thuật. Trước khi bước vào phần tập chính, Ban huấn luyện cũng đưa vào phần khởi động các mini game nhằm tạo sự kết nối tinh thần đồng đội cũng như tạo tâm lý hứng khởi cho các cầu thủ. Tại buổi tập chiều nay, Văn Toàn và Tuấn Anh tiếp tục tập riêng dưới sự hướng dẫn của bác sĩ đội tuyển. Dự kiến, Tuấn Anh có thể gia nhập các bài tập chung cùng đội tuyển trong buổi tập ngày mai, còn Văn Toàn cần thêm khoảng 2 ngày nữa mới bình phục hoàn toàn. Tiền đạo Tiến Linh do có dấu hiệu quá tải cơ nên cũng được bác sĩ cho tập hồi phục nhằm tránh rủi ro có thể dẫn đến chấn thương. Trong khi đó, văn hậu vẫn tập gym kết hợp vật lý trị liệu theo đúng tiến trình điều trị